Thông cáo của cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ cho biết, ba quả tên lửa đã được phóng từ hai tàu khu trục Aegis BMD hướng tới các mục tiêu riêng rẽ. Một tàu khu trục thứ ba cũng được triển khai để phối hợp tham gia chiến dịch. Đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên nhằm đánh giá năng lực của hệ thống vũ khí Aegis BMD 4.0 với kịch bản là các cuộc tấn công đột kích vào ba mục tiêu riêng rẽ sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Với các dữ liệu thu thập được sau cuộc thử nghiệm, các chuyên gia sẽ tiến hành phân tích đánh giá, xem tàu nào là điểm phóng hiệu quả nhất, từ đó giúp giảm chi phí mà vẫn đảm bảo khả năng và hiệu quả phòng thủ tên lửa đạn đạo. Cuộc thử nghiệm lần này không sử dụng tới tên lửa dẫn đường, do đó không bao gồm nội dung thử nghiệm khả năng đánh chặn tên lửa tấn công. Hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo Aegis là hệ thống vũ khí hải quân được triển khai di động trên biển do cơ quan radar mặt đất và tên lửa của Mỹ phát triển. Aegis được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa, cho phép các chiến hạm của Mỹ bắn hạ các tên lửa đạn đạo của đối phương khi các tên lửa này vẫn đang trên không trung và hiện được coi là thành phần hiệu quả nhất trong hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Hiện, quân đội Mỹ đã có hàng chục hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis triển khai trên các tàu chiến hải quân với phần lớn biên chế hoạt động trong hạm đội Thái Bình Dương.